Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã phản ánh cách đây một tháng, nhưng tình trạng khai thác cát không phép ở Lâm Hà vẫn tiếp tục tái diễn. Ngoài thất thoát tài nguyên khoáng sản, việc khai thác cát không phép còn gây thất thu ngân sách và kéo theo nhiều hệ lụy khác. Vì sao tình trạng khai thác cát không phép trái phép ở Lâm Hà vẫn tái diễn? Và liệu rằng tình trạng này có được chứng chỉnh triệt để hay không? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Những hình ảnh này chúng tôi ghi lại được ở một đồi đất thuộc thôn 6, xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà, cách đây hơn một tháng. Việc khai thác cát không phép của ông Trần Đại Hải được thực hiện công khai trong một thời gian dài. Chỗ em thì tận dụng cái nguồn tài nguyên nó có sẵn ở dưới lòng đất. Thì bây giờ em san ra để trồng cà phê. Trong khi đó thì thấy có một ít cát đó em tận dụng để em khai thác xong rồi em lại san lại mặt bằng như cũ á. Trở lại thôn 6, xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà, trong những ngày gần đây, chúng tôi tiếp tục ghi lại được những hình ảnh khai thác cát không phép. Vẫn là ông Trần Đại Hải. Nhưng vị trí khai thác cát không phép lại được chuyển đến một địa điểm khác. Và nội dung lý giải cho hoạt động khai thác cát không có sự cấp phép của nhà nước, xem ra vẫn không có gì thay đổi. Trong cái thời gian mà em san để lấy mặt bằng á, trồng cà cho nó đỡ cực, thì có một ít cát thì tận dụng đó để chứ không bỏ lãng phí. Hiện tại thì em cũng mới làm được có mấy bữa thôi, đâm ra là cũng chưa ai đến kiểm tra hết. Ngoài các địa điểm khai thác cát trái phép của ông Trần Đại Hải, hiện nay trên sông Đa Dân, đoạn chảy qua xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà, vẫn còn nhiều điểm khai thác cát trái phép. Điều đáng nói là mặc dù được phản ánh lên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng tình trạng khai thác cát trái phép ở Lâm Hà vẫn diễn biến khá phức tạp. Và đây là điểm khai thác không phép mới xuất hiện. Dù thời điểm ghi hình, hoạt động khai thác đã tạm ngưng, nhưng những gì để lại ở hiện trường cho thấy việc khai thác cát không phép vừa mới chỉ xảy ra. Chúng tôi cũng đang quyết liệt và cho trinh sát địa bàn, kể cả công an phụ trách xã, khi xuống địa bàn có thông tin thì chúng tôi sẽ tổ chức lực lượng truy bắt và kết hợp với lại phòng tài nguyên môi trường của ủy ban nhân huyện để xử lý dứt điểm cái tình trạng này, kể cả cái số mà xe mà chở cát trên giao thông không lưu thông trên quốc lộ, chúng tôi cũng kiểm tra, nếu như mà không có giấy phép thì chúng tôi vẫn xử lý, chúng tôi vẫn sẽ hết sức cố gắng để giải quyết dứt điểm cái tình trạng này. Ngoài hoạt động khai thác cát trái phép không phép, xung quanh công tác quản lý hoạt động khai thác cát ở Lâm Đồng hiện nay vẫn còn một vấn đề cần phải quan tâm. Đó là việc một số đơn vị doanh nghiệp cá nhân dù đã được cấp phép khai thác cát, nhưng trong quá trình hoạt động, việc quản lý công suất sản lượng khai thác của các đơn vị này lại chưa được thực hiện chặt chẽ. Điều này dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước. Để mà theo dõi thì công suất mà khai thác trong thời gian tới đảm bảo hiệu quả thì chúng tôi sẽ tham mưu cho huyện là chỉ đạo ngành thuế là có cái giải pháp để yêu cầu các cái cơ sở là khi xuất hàng là phải có hóa đơn chứng từ, cùng với đó là phòng tài nguyên môi trường cũng sẽ là tăng cường tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo chính quyền địa phương theo dõi giám sát để có cái thông tin phản ánh nếu có những hiện tượng mà khai thác vượt quá cái công suất. Vẫn biết quản lý hoạt động khai thác khoáng sản nói chung, khai thác cát nói riêng là lĩnh vực hết sức khó khăn. Để thực hiện tốt công tác này, đòi hỏi có sự quyết tâm cao và sự phối hợp tích cực của các cấp các ngành và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương. Có như thế mới xử lý triệt để được tình trạng khai thác cát trái phép, quản lý tốt hoạt động sau khi được cấp phép. Từ đó, quản lý tốt nguồn tài nguyên và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.